Hải đang phát xin xin chào các bạn. Sau đây Hải đang phát xin giới thiệu cuốn thẻ câu đài, câu đơn. Các bạn có dùng để cuốn cước được, tùy vào mục đích sử dụng của các bạn. Sản phẩm này chất liệu của nó là bằng silicon các bạn nhé, mềm, silicon mềm. Đấy. Đường kính của rồi đường kính của theo đường kính này là 40 47 ly, đường kính ngoài đấy bạn ơi, này đường kính trong, đường kính trong. Kính trong là phi phi 18. Ừ. Chất liệu hộp này gồm 16 16 cái thẻo quấn. Dữ liệu quấn vứt vào trong bao đựng đồ, quấn các loại kích thước cũng được. Còn cái giấy này, ví dụ như các bạn quấn thẻo chiều dài bao nhiêu mét thì các bạn dán vào đây. Đấy, lột ra cái này, ví dụ các bạn ghi là 5m4, 3m6, các bạn dán vào cái thẻo này thì đến lúc tìm kiếm thì rất dễ. Ghi thông số luôn vào đấy thì các bạn thích câu chiều dài của cần bao nhiêu thì các bạn chuyển chuyển thẻo cho nhanh. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh đã giới thiệu các bạn hộp hộp thẻo không đấy nhá, không có phụ kiện gì. Hải Đăng phát sinh xin giới thiệu, vừa xin chào hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.